bạn sẽ làm gì nếu bầu trời bỗng sáng rực, không phải vì mặt trời bình thường, mà vì một quả cầu lửa khổng lồ đang mở rộng, nuốt chừng mọi thứ trên đường đi? Hãy tưởng tượng trái đất, hành tinh xanh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời, bỗng trở thành miếng mồi cho ngôi sao trung tâm. Không có báo động, không có internet để nhắn tin cầu cứu, chỉ còn mỗi cảm giác bất lực khi nhận ra mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong lòng ngọn lửa khổng lồ. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn bạn bước vào một kịch bản tận thế từ mặt trời khi ngôi sao trung tâm phình to và nuốt trái đất, hé lộ dấu hiệu, quá trình, hậu quả và những điều khoa học đã tiên đoán. Chào mừng bạn đến với Tò mò chưa? Nơi những bí ẩn vũ trụ, các hiện tượng thiên văn kỳ lạ và các kịch bản tận thế được bóc tách một cách rùng rợn nhất. Nếu bạn tò mò về những gì có thể xảy ra ngoài trái đất, những nguy cơ mà con người chưa lường tới, hãy nhấn đăng ký ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào. Hàng tỷ năm trước, mặt trời chỉ là một ngôi sao thuộc loại chuỗi chính, ổn định và hiền hòa. Nhưng mọi thứ đều có vòng đời. Các nhà thiên văn học dự đoán rằng vào khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ chuyển sang giai đoạn ngôi sao khổng lồ đỏ. Khi bước vào giai đoạn này, mặt trời sẽ phình to gấp 200 lần hiện tại. Bức xạ tăng, năng lượng phóng ra dữ dội và quỹ đạo các hành tinh bên trong, bao gồm cả trái đất, sẽ bị biến đổi. Nhiệt độ trên bề mặt trái đất sẽ tăng dần, bầu khí quyển bắt đầu bốc hơi, đại dương sôi lên. Những dấu hiệu ban đầu của hiện tượng này sẽ được ghi nhận từ các quan sát vũ trụ. Sự thay đổi quang phổ, ánh sáng đỏ bất thường và các plasma bắn ra từ bề mặt mặt trời. Trái đất sẽ không bị nuốt ngay lập tức. Quá trình phình to diễn ra hàng triệu năm, nhưng hậu quả đã bắt đầu xuất hiện từ rất sớm. Bầu khí quyển dần trở nên quá nóng, mưa axit bắt đầu rơi, đại dương bay hơi từng đợt, làm giảm khả năng sinh sống của các loài sinh vật. Cảnh tượng này, nếu nhìn từ vũ trụ, giống như trái đất đang bốc khói, màu xanh dần nhạt đi, nhường chỗ cho màu đỏ cam cháy bỏng. Không còn những đại dương bao la, không còn rừng rậm mênh mông, chỉ còn một hành tinh khô cằn, chuẩn bị nuốt trọn bởi ngôi sao mẹ. Nhiệt lượng cực lớn từ mặt trời phình to sẽ làm tan chảy lớp vỏ trái đất. Núi lửa bùng nổ liên tục, động đất xảy ra trên toàn cầu, từ Bắc Mỹ tới châu Á, từ châu Phi đến Nam Cực. Lớp vỏ trái đất sẽ rung chuyển dữ dội, tạo ra những cảnh tượng khủng khiếp trên bề mặt. Hàng tỷ sinh vật sẽ biến mất, các loại còn lại phải tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất hoặc trong các hố núi lửa sâu. Nhưng ngay cả nơi trú ẩn cũng dần trở nên vô dụng khi nhiệt lượng từ mặt trời tiếp tục tăng lên. Các đại dương bắt đầu sôi, bốc hơi thành hơi nước, tạo ra những cơn bão nhiệt khổng lồ. Không còn bầu khí quyển ổn định, oxy biến mất, tầng ozone phá hủy hoàn toàn. Những đợt gió nóng và plasma từ mặt trời sẽ thổi qua trái đất, làm bề mặt biến dạng như một quả cầu lửa. Nếu quan sát từ không gian, trái đất lúc này giống như một quả cầu lửa di chuyển chậm, bị kéo về phía mặt trời, dần dần biến mất trong lòng ngôi sao khổng lồ. Khi mặt trời phình to đến quỹ đạo hiện tại của trái đất, hành tinh xanh sẽ bị bao trọn. Nhiệt lượng cực đại làm tan chảy mọi vật chất trên bề mặt. Đá biến thành dung nham, khí quyển biến thành plasma. Trái đất sẽ không còn là hành tinh mà trở thành một phần vật chất nuốt chửng bởi mặt trời. Các nhà thiên văn gọi đây là giai đoạn tiêu hóa hành tinh. Hành tinh bị nghiền nát trong lòng ngôi sao. Năng lượng phát ra dữ dội, bức xạ tia X và gamma bao trùm cả hệ thống, làm tan chảy mọi vật chất gần đó. Hiện nay, chúng ta có thể quan sát các ngôi sao đang tiến hóa thành khổng lồ đỏ, ví dụ như Betelgeuse trong chòm Orion. Chúng ta hiểu rằng, mặt trời cũng sẽ trải qua giai đoạn này, nhưng là hàng tỷ năm nữa. Những dấu hiệu bao gồm tăng độ sáng, thay đổi quang phổ, xuất hiện plasma khổng lồ phóng ra, biến dạng từ trường. Các vệ tinh và kính thiên văn sẽ ghi nhận những biến đổi này, nhưng đối với nhân loại, khoảng thời gian chuẩn bị vẫn đủ dài để nghiên cứu, di cư hoặc xây dựng các giải pháp sinh tồn xa mặt trời. Mặt trời, nguồn sống của chúng ta, đồng thời là một cỗ máy hủy diệt tiềm năng.
Sự phình to của nó là điều không thể tránh khỏi theo định luật vật lý thiên văn. Con người có thể xây dựng nền văn minh, khám phá sao hỏa, tạo ra AI, nhưng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của ngôi sao trung tâm. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không phải chủ nhân trái đất, chỉ là những sinh vật tạm trú trong vùng ảnh hưởng của mặt trời. Khi ngôi sao mẹ quyết định kết thúc vòng đời, mọi nỗ lực của con người cũng trở nên vô nghĩa nếu không có sự chuẩn bị vượt ra ngoài hệ mặt trời. Bạn muốn nhìn thấy chi tiết toàn bộ quá trình mặt trời phình to và nuốt trái đất? Hãy nhấn đăng ký kênh Tò Mò Chưa ngay bây giờ để khám phá toàn bộ kịch bản, từ những dấu hiệu đầu tiên đến giây phút tận thế khủng khiếp và tìm hiểu cách khoa học đang cố gắng bảo vệ tương lai nhân loại. Hãy sẵn sàng đối diện với kịch bản khủng khiếp này và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi sống còn của toàn nhân loại trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Tò Mò Chưa.